Công tác chuyển đổi số ở Tuyên Quang đã được triển khai tích cực trong thời gian qua và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, cũng phát sinh nhiều khó khăn, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện, nhất là ở địa bàn vùng sâu vùng xa. Theo số liệu của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang, hiện nay tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh là hơn 60%. Tuy nhiên, đa số chỉ phục vụ cho việc liên lạc và đọc tin tức, truy cập mạng xã hội, còn thực tế để thực hiện dịch vụ công trực tuyến thì không nhiều. Đa phần là vì tâm lý e ngại xảy ra sai sót, chưa thành thạo các thao tác trên môi trường số. Tôi chưa biết làm các dịch vụ qua mạng. Các bước làm thì nhiều bước nên là chưa thể nắm rõ hết, cũng gặp nhiều khó khăn. Khả năng tiếp cận công nghệ thông tin, điểm lõm về hạ tầng Internet cũng là những rào cản không nhỏ, nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa. Nhận thức của một số đồng bào dân tộc thiểu số còn rất hạn chế. Thứ hai là chưa có mạng, còn một số thôn thì có chỗ có, không có. Nên là cái việc để mà thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến bây giờ là rất khó khăn. Để chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, các tổ công nghệ số cộng đồng đã ra đời, với nhiệm vụ đi từng ngõ gõ từng nhà để hướng dẫn trực tiếp việc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, mở tài khoản thanh toán điện tử, cũng như hỗ trợ mua bán sản phẩm hàng hóa trên sàn thương mại điện tử. Mục tiêu là vậy, nhưng thực tế đội ngũ tham gia vào tổ công nghệ số cộng đồng lại hầu hết là kiêm nhiệm, còn nhiều rào cản từ tuổi tác và khả năng tiếp cận công nghệ số. Ưu điểm thì các bác lớn tuổi thì sẽ sự tuyên truyền và người dân người ta sẽ nghe hơn, còn cập nhật những cái thông tin mới về công nghệ số cũng nói rất thật là chúng tôi cũng hạn chế, cho nên là đấy là cái điều khó khăn nhất. Đối với các đơn vị viễn thông, việc phổ cập hạ tầng số cho các địa phương trên địa bàn tỉnh đòi hỏi cần đội ngũ nhân sự vận hành có trình độ, kịp thời giải quyết các sự cố phát sinh ở cơ sở một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, đây cũng là một hạn chế còn tồn tại. Để mà vận hành cái hạ tầng số ở địa bàn Tuyên Quang thì còn rất là thiếu đối với lại cái nhân lực có trình độ cao, cũng là một bài toán rất là khó khăn đối với doanh nghiệp viễn thông. Đề nghị là Ủy ban nhân tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo cũng có cái định hướng trong cái mở các khoa, các ngành về viễn thông và công nghệ thông tin. Chuyển đổi số mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm thách thức, cần sự quyết tâm cao độ của cả chính quyền và người dân. Do đó, những khó khăn về hạ tầng, nhân lực số và nhận thức của người dân cần sớm được tháo gỡ bằng các giải pháp cụ thể, phù hợp, linh hoạt. Có như vậy, chuyển đổi số mới thực sự phục vụ cho lợi ích của nhân dân.